Vâng, xin chào quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube của Đồ Gỗ Hoàng Cường. Hôm nay thì mình những ngày cuối năm bận rộn thì mình đang xuất xưởng tiếp một bộ sản phẩm nghe năm đầu cột 12 và quay video giới thiệu cho quý vị khán giả xem và ngắm nhìn cái bộ sản phẩm này trước khi mình giao đi cho khách hàng. Và đây là cái đầu tiên là chiếc băng của nó với đường kính là 60, 1m9, mặt dày nguyên tấm 2 phân, vân bông chọn lọc nha quý vị nhé. Đó. Vân bông chọn lọc cho quý vị. Rồi, cái tích này thì mình chạm nghe năm đầu nha quý vị nhé. Mình gọi là nghe năm đầu. Cái tựa này thì mình chạm là tam nghe vờn cầu. Cái hàng này là hàng phổ thông, hàng tó ghép, tựa ghép nhá. Đây, là sơ qua một chiếc băng dài để quý vị khán giả nắm được. Mình xin nhắc lại kích thước là 60, 1m9 nha quý vị nhá. Rồi, đây là hai chiếc ghế con bên mình. Với mặt ghế cũng dày nguyên tấm 2 phân luôn. Cũng tích là chạm nghe năm đầu. Và tam nghe vờn cầu. Tựa thì dày 4 phân nguyên tấm nhá quý vị nhá. Đấy, mặt nguyên tấm 2 phân, tay nghe. Rồi. Đó, hai chiếc ghế đều giống như nhau hết, quay cho quý vị khán giả xem. Thì đây là chiếc bộ bàn ghế cột 12 này. Với kích thước của bàn là 60 1m3, đôn thì 40 50, đôn nhỏ thì 40 vuông. Thông số chi tiết sơ qua mình giới thiệu cho quý vị khán giả xem và ngắm nhìn. Bộ này thì là với chất liệu gỗ gõ đỏ 100%, khách hàng đặt bên cơ sở Hoàng Cường sản xuất. Thì quay cho quý vị xem. Xin chào và hẹn gặp lại.